cao luôn. Nhà coi nè, nhìn ổng với cục mặt nè. Ổng xì nhê với cục mặt không? Xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay Cường tiếp tục đi săn ong nữa cả nhà. Thì sớm giờ hai chú cháu mới chung vô cái vườn quang này nè cả nhà. Mới phát hiện cái tổ ong cả nhà. Nói cái nhà nhìn thấy cái tổ ong một cái nó muốn rụng cái phao câu luôn. Teo luôn cái bu ghi luôn. Chú Cường cũng vô không thấy nè cả nhà. Không điện Cường vô nè. Ổ ong quá trời lớn nè. Ổ ong sao chú? À tao thấy nó. Sao? Sợ ma luôn á. Hình vô. Thấy cái sợ ma. Ong gì mà khổng lồ. Ổ ong khủng long luôn nè cả nhà. Nói chung ra thì nói cả nhà nghe. Bây giờ cái thời buổi này là bây giờ là Cường thì Cường đi bắt không có mật, không có mật, không có ổ. Nói cái nhà đi chạy một ngày trời về nhà, nói cái nhà muốn, nói chung là muốn nhiều muốn khùng luôn á. Nó mệt, nó nhức đầu này kia, mệt lắm cả nhà. Có ổ thì bắt không có mật, mà đi có khi là bữa có bữa không nữa cả nhà. Cho nên là cái mật ong của Cường thì nó nói kiểu như là lúc có lúc không á. Cho nên cô dì chú bác có mua Cường thì cũng thông cảm với Cường nha. Bởi vì không phải là mua là có liền cả nhà, nó khó kiếm lắm. Mật ong bây giờ không phải như đó nữa, cho nên là nó khó kiếm lắm. Sẵn đây cũng tâm sự vô nhà xem nghe luôn. Thì cô dì chú bác nào có nhu cầu mua mật thì cứ liên hệ cho Cường. Số điện thoại Cường là 0363 7970 47 nghe cô dì. Thì nói chung ra thì cái số điện thoại đọc kiếp nó bị lợn luôn. Đọc kiếp anh em nào xem kênh thường biết là quen luôn mà thuộc lòng luôn á. Thì cái tổ ong này đóng cây này cái gì chú? Mít hả? Kìm chôm nha cả nhà. Cây kìm chôm mà cái tổ ong này nó nhà khủng long luôn. Để Cường qua Cường quay cho cả nhà xem nè. Đây này nghe cả nhà, cái tổ ong này là nó dài khoảng chừng 1m8 có nghe cả nhà. Là cái dạo xuống là một thước á. Trời ơi trời, cái tổ ong cả nhà ơi, nó khủng long nó cả nhà nha. Vô thấy còn một cái ha, nó cả nhà nghe, tay chân giò cẳng gì luôn, nó quéo quá trơn cả nhà ơi. Nó nhìn nó phê coi nè. Anh em thấy tổ ong không? Bự ghê không? Nè, hết biết cái bự luôn. Quái vật luôn thiệt à. Trời ơi nó đã cả nhà ơi. Rồi bây giờ đi Cường lên bắt nó luôn nghe cả nhà. Trang bị đồ nghề lên lụm luôn. Ngon lành. Mọi cái đuốc kia nha. Hết biết cái tổ ong này luôn. Thấy cái mà rung. Ê, anh em cho Cường xin chút xíu thời gian nha. Chụp tấm ảnh làm kỷ niệm cả nhà. Ong lớn quá nhìn đã. Cái gì chịu nổi. Nó bự. Hết biết nó bự rồi cả nhà. Đây nè cả nhà. Cả nhà coi con ong nè. Khổng lồ luôn. Nó dài quanh kia luôn trời. Nè cả nhà. Cái nhà con nó bự rồi nè. Trời ơi trời, nó bự. Thấy to mà vung. Biết mặt mấy cái như thế nào luôn nha. Mặt
hết tại khủng long. Hôm nay đối với Cường là hàng này là hàng khủng long rồi nghe cả nhà. Anh em xem cũng thông cảm nha. Đây nè cả nhà. Cả nhà coi đồ mặt đó nè. Nó chạy tàn ghê luôn nè. Cả nhà coi nè. Đâm tàn luôn. Cái gì chịu nổi. Phê phê. Sướng hết cả người luôn cả nhà ơi. Tê hết tê này. Quá trời ba ngon đực luôn. Mặt nó ăn rồi nó bơm vô lại nè. Ôi là trời nó đã. Đây này cả nhà, dưới đây có mặt luôn nè. Nó chạy tàn không có hết tổ luôn. Nè cả nhà thấy không? Ừ. Rồi đây cả nhà ơi. Tôi nói cả nhà nghe, cùng mới vừa xuống đây kiểm tra cái máy đây nghe cả nhà. Tức gung hết trơn. Trời ơi trời, cục mặt. Cục mặt này 2 lít hai mấy chú? Cả 3 lít á. Còn nặng dữ lắm Cường ơi. Trời ơi trời, tự nhiên xuống đây cái video nó mất tiêu hết phần nữa cả nhà. Lúc mà Cường cắt á, Cường nó mất tiêu khúc cắt nghe cả nhà. Thì cục mặt này nè, như cả nhà thấy nè. Trời. Trời ơi trời, nó tức. Hình dung vậy trời. Không biết từ nào mình mà diễn tả được luôn á trời. Cái máy con sao bị khủng cái gì á. Chám dội hết trơn luôn nha cả nhà. Cái phần này là cái phần chạy tàn chút xíu nè, nhưng mà Cường vẫn còn chừa cho nó phần chạy tàn trên đó còn khá là nhiều á cả nhà. Tầm khoảng 1 xị trên đó mà Cường không cắt nha. Nè, nó bị khô hay hơi trời, cục mặt. Hết biết cái cục mặt luôn ông nội. Chú đứng chỗ nào chú nội, đứng thành ra thành ra. Cả nhà coi nè, nhìn ổng với cục mặt nè. Ổng xi nhê với cục mặt không? Anh em xem cái khúc đó thì cũng thông cảm với Cường nha. Tại vì do cái máy cam chứ không phải là gì trên cả nhà. Bây giờ nó lỡ mất rồi thì thôi chứ biết sao giờ. Thôi giờ Cường cũng xin kết thúc cái clip tại đây. Thì đây cái nhà ơi, thì tới đây Cường cũng mới vừa phát hiện thêm một cái tổ ong nữa cả nhà. Nó đóng ở cây u cả nhà. Nè cả nhà thấy không? Cả nhà nhìn kỹ cả nhà sẽ thấy à, tại vì nó hơi xa cả nhà. Nhìn cái tay Cường luôn nè, cục vàng vàng đó. Thì chú Cường giờ đi chia nhau đi rồi cả nhà. Thì giờ này cũng chiều lắm rồi. Cường hy vọng là cái video này nó sẽ không mất như cái video hồi nãy cả nhà. Thật sự là rất là buồn luôn cả nhà. Lâu lâu hôm nay Cường đâu có video nào khủng đâu. Toàn là mini, mina, mini gì được không à. Mà bà được cái video khủng rồi cái là nó chất lớt. Đang quay giữa chừng ngon lạnh cái tự đứng tắt ngang. Thì tắt ngang Cường đội lên đầu Cường đâu có hay đâu cả nhà. Trời ơi trời, nó xuống một cái tức gung vỏ hết trơn. Không hiểu nổi luôn. Giờ này cũng hơi chiều cả nhà. Hơi chiều rồi, nói chung ra thì quay nó có mờ cả nhà cũng thông cảm với Cường nha. Thì cái này Cường sẽ bắt bằng cái xe dừa mình luôn nha cả nhà. Không có quấn gọi. Tại vì ổ này nó trong đây không có gì để quấn vậy. Nè cả nhà nhìn nè, xung quanh toàn là ba cái gì đúng đỉnh gì đều đúng đỉnh buồn gì đó không à. Rồi giờ Cường mời cả nhà cùng lên với Cường nha. Cường bắt ổ này xong về Cường sẽ ghép vô chung nhận chia sẻ cho cả nhà cùng xem luôn á. Nói chung là Cường bắt bữa nào là Cường sẽ đăng bữa đó cả nhà. Thì cũng có bữa Cường sẽ cũng có bữa thì Cường sẽ để cù lên nha cả nhà. Cù rồi biết cả nhà biết cù kiểu sao không? Là lý do là bắt video quá ngắn thì Cường mới để lại cái bữa sau Cường bắt Cường bù vô thêm. Rồi giờ mời cả nhà nha, không lên tin. Rồi, lên mắt nha cả nhà. Cái này tối quá không biết quay cả nhà thấy rõ không nữa. Lâu lâu à, hôm nay mới được cái video khủng mà quay nó cũng bị đi lỗi nữa thiệt chứ. Chán không muốn nói luôn. Số đúng là số xui. Lên review cái nói cả nhà nghe, nãy Cường review cục mặt nha. Y như khùng á. Nói chuyện ở trên cây như khùng á. Ai mà đi ngang tính đâu hả, khùng leo lên cây mà nói chuyện mình một á. Nó có quay đâu à, nói chuyện con mình một không. Lên kiếm mèo này. Nửa lít nữa là mừng. Trời đất. Ô ông này cũng lớn ghê rồi. Ô ông thì bá lửa luôn đây nè. Đây nè. Nhà con ông nè. Cũng khá là lớn chứ nhỏ đâu. Bự bành bung luôn. Nè cả nhà. Cái nu này hiu ha. Ghê quá. Miết mặt miết sao luôn đó. Chưa thấy gì luôn. Lú trắng trắng ra cho nhỏ nó mừng coi.
Trời ơi, cục mặt nằm đâu lúc ngoài kia trời. Nằm đâu chừng cây số ngoài á. Mặt nằm xa quá. Ủa này làm như có anh em cắt rồi. Cậy đi cả nhà, kiếm bầy nửa lít cũng được rồi. Nửa lít là cha mẹ cá giò rồi. Đây nè, đây nè. Đây nè, mình quay cho cả nhà xem nè. Đó, chiếc này là chắc cú luôn cả nhà, không có bị mất vô đeo giữa chừng á nghe cả nhà. Chắc như bắp luôn. Quýnh cái mỏ cường như trái bắp luôn thiệt á. Mỏ cái túi cái lưới sát mỏ quá. Sát được nửa lít mà. Cả nhà thấy không? Ít cần chia sẻ ít nha cả nhà. Cậu này cũng lớn lắm á. Cũng thuộc hạng gọi là cũng long luôn á. Rồi. Cắt nghe cả nhà. Để đi, móc móc đi. Để cả nhà coi còn cắt hơi được bao nhiêu mặt nha. Ổ này nó cũng hiền, chỉ cầm cái này lên mà ổ lớn lớn ha, như cái ổ hồi nãy cậu bắt mà bị mất cái video á. Chắc nó quýnh má nhìn không ra mà nó không dám nhận luôn. Ổ nhỏ nhỏ thấp thấp kín kín bắt được. Cái ổ lớn quá thì ghê lắm nghe cả nhà. Lớn quá bắn rồi chắc. Cả nhà cùng đón xem cậu cắt cục mặt này nha. Anh em đừng ốp máy nha. Cắt được nữa lít à. Ôi. Nửa lít cứng khừ luôn cả nhà ơi. Nửa lít cái ghe luôn á. Ổ ong này nó tồ cục mặt rồi nè. Thứ gì chịu nổi không? Ngon lành. Rất cái bịch luôn. Ngon lành cả nhà ơi, cả nhà coi nè. Nó tròn vo nó nướng nè. Như cái banh nha. Mà cái banh này cái banh nhỏ nha, chứ không phải cái banh lớn nha. Rồi giờ còn đi xuống nha cả nhà. Xuống dưới còn quay lại cái nữa cho cả nhà xem nữa. Cây này làm như ổ này anh em cắt gọn dao quá cả nhà, nó mới làm mặt lại. Được ổ như vậy mà được cấp này được nửa lít mà mừng còn hơn má đi chợ gì rồi nữa. Chứ hôm nay còn cắt là toàn là khô không á. Ây da. Rồi xuống tới đất rồi nghe cả nhà. Đâu rồi? Chú Cường mới thấy ông đi lạng lạng đeo tiêu rồi. Trời ơi, ông bắt sách đồ kiểu này thôi chắc. Này chắc sách đồ kiểu này chắc hồi chắc về nhà thôi bú luôn quá. Ông chạy tiêu làm như quýnh ổng gì á. Cái ba lô nó nặng á. Nãy còn để cục mặt ông kia vô giờ nó nặng. Ôi da. Quá ngon cả nhà ơi. Cả nhà. Rồi xong phim. Nè cả nhà, mặt nè, hơi trời này tối luôn rồi cả nhà ơi. Hơi tối anh em xem cũng thông cảm với Cường nha. Nè. Nửa lít nha cả nhà, còn có con nè, hồi còn gọt nó nha. Còn dính con đây nè, từ bên đây nè. Mặt vàng óng ánh, vàng tư luôn. Giờ này cũng hơi chiều rồi. Rồi, nó gõ xuống này cả nhà.
cả nhà thấy không, nửa lít chứ không phải chuyện chơi đâu nha anh em. Nó hàng siêu khủng ở dưới miền Tây đây, khu vực Vĩnh Long nha cả nhà. Này gọi là hàng khủng ở Vĩnh Long rồi đó, khủng long luôn thiệt chứ. Rồi giờ Cường xin kết thúc clip nha cả nhà, giờ này chiều rồi, Cường tranh thủ về Cường cắt ghép video, Cường chia sẻ cho cả nhà xem á. Rồi giờ bye bye cả nhà nha.